Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới. Tin Mới ngày hôm nay xin gửi đến quý vị khán giả bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Với các tin tức mới nhất cập nhật từ báo chí Trung Quốc và thế giới cùng các bình luận, nhận định của các chuyên gia và học giả quốc tế. Trước khi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Mực nước hồ chứa Tam Hiệp cao kỷ lục, Trung Quốc nổ mìn phá đê ở An Huy để xả lũ. Thiệt hại do lũ lụt ở Trung Quốc đã lên đến 7 tỷ đô la Mỹ. Hạ lưu sông Trường Giang căng thẳng. Lý giải nguyên nhân lũ năm nay ở Trung Quốc nghiêm trọng. Chuyên gia Mỹ nói đê điều ở Trung Quốc làm lũ lụt trầm trọng. Đó là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, trận lũ thứ hai trên sông Dương Tử tràn vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã khiến nước trong hồ đạt mức cao nhất kể từ khi đập được xây dựng cho đến nay. Theo Tân Hoa Xã, vào 20 giờ hôm thứ Tư, mực nước hồ chứa đập lên tới 164,18m, mức cao kỷ lục trong mùa lũ kể từ khi đập được xây dựng. Trước đây, mực nước cao nhất từng được ghi nhận tại hồ chứa này là 163,11m. Nước lũ đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp có lưu lượng dòng chảy lên tới 61.000 mét khối trên giây vào 8 giờ hôm thứ Ba, sau 18 tiếng đã giảm xuống còn 46.000 mét khối trên giây hôm thứ Tư. Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, đến 14 giờ ngày thứ Tư, hồ chứa của con đập lớn nhất thế giới này đã tích 14 tỷ mét khối nước lũ trong mùa lũ chính năm nay. Sau những trận mưa lớn liên tiếp đổ xuống thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đang phải gồng mình đối phó với đợt lũ thứ hai trong năm. Trước đó, 10 giờ sáng thứ hai, một đợt lũ với lưu lượng dòng chảy là 50.000 mét khối trên giây cũng đã tràn vào lưu vực đập Tam Hiệp và sau đó đạt mức đỉnh là 53.000 mét khối trên giây. Tình hình dọc theo sông Dương Tử trở nên đáng lo ngại kể từ khi đập Tam Hiệp trải qua đợt lũ đầu tiên trong năm vào ngày đầu tháng. Cuối tuần qua, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang đã nâng cảnh báo lũ lụt lên cấp độ 2 ở khu vực trung lưu và hạ lưu con sông này sau khi một đoạn đê ở dọc sông bị vỡ. Kể từ đầu mùa lũ, mưa liên tiếp trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc khiến mực nước ở nhiều sông, hồ trong các khu vực bị ảnh hưởng đã vượt quá mức cảnh báo. Theo Bộ Xử lý Tình trạng Khẩn cấp, mưa lớn đã phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế 7 tỷ đô la Mỹ, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc theo sông Dương Tử. Trong đó, có hàng chục nghìn người phải di chuyển chỗ ở khẩn cấp. Theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, giới chức địa phương đã dùng thuốc nổ để phá hủy con đập trên sông Chu He, tỉnh An Huy vào rạng sáng thứ Tư vừa qua nhằm giảm sức ép từ nước lũ đang dâng cao. Mực nước trên sông Chu He dự kiến sẽ giảm 70cm trong khi đập Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới vào thứ Sáu tới. Các hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy sau khi cho nổ đập, nước lũ đã chảy vào các hầm bên dưới. Theo những người trực tiếp tham gia kích nổ đập, họ đã phải làm việc miệt mài thâu đêm để lắp đặt thuốc nổ và sắp xếp các công việc liên quan. Khoảng 2 giờ 49 phút sáng, đoạn đập đầu tiên được kích nổ và đoạn thứ hai nổ tiếp sau đó vào lúc 3 giờ 27 phút sáng. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mực nước tại nhiều con sông của Trung Quốc, trong đó có sông Dương Tử, dâng cao bất thường do mưa lớn kéo dài suốt hơn một tháng qua. Việc phá đập đê kè để xả lũ giảm áp lực nước là một trong những biện pháp mà Trung Quốc buộc phải sử dụng đến trong trận lụt lịch sử năm 1998. Đợt lũ khiến hơn 2.000 người chết và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Kể từ đầu tháng này, mực nước tại sông Dương Tử, sông dài nhất Trung Quốc đã 2 lần đạt đỉnh lũ. Theo truyền thông Trung Quốc, hồ chứa Tam Hiệp với vai trò ngăn chặn lũ lụt, hiện mực nước đang liên tục gia tăng. Tình hình kiểm soát lũ của Nhất Giang, Tam Hồ, tức sông Dương Tử và các hồ Động Đình, Phàm Dương, Thái Hồ ở các địa phương ven Trường Giang đã ở mức cực kỳ nghiêm trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai cho biết các nỗ lực kiểm soát lũ đang ở giai đoạn quan trọng vì những trận mưa lớn nhất có xu hướng rơi vào cuối tháng này và đầu tháng sau ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc. Ông Tập cũng cảnh báo về lũ lụt trên sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai Trung Quốc.
tình trạng mưa và lũ lớn tại Trung Quốc chỉ trong hơn 2 tuần qua đã gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng ở mức gần 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo South China Morning Post, hơn 20 triệu người tại 24 tỉnh, bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu, đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt trong những tuần gần đây. Chỉ từ đầu tháng trước đến nay, 23 người đã báo cáo là đã thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 1,7 triệu người buộc phải di rời. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, hơn 20 triệu người tại 24 tỉnh, bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu bị ảnh hưởng bởi trận lụt trong những tuần gần đây. Theo Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp, từ đầu tháng trước đến nay, có 23 người đã tử vong hoặc mất tích. Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt lũ mới nhất là Hồ Bắc, địa phương vào 3 năm trước đã từng là tâm dịch COVID-19. Đây cũng là tỉnh có 15 thành phố bắt đầu kiểm soát thực phẩm khẩn cấp. Khắp tỉnh Hồ Bắc, các máy bay trực thăng làm việc cật lực để đổ hàng tấn cát sỏi lên bờ kè. Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Hồ Bắc hôm thứ Ba cho biết ít nhất 7 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề kể từ hôm Chủ nhật. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người mất tích, hơn 38.000 người ở thành phố Ân Thi đã được sơ tán. Trước đó, mưa lũ nặng nề, nhiều khu vực trong thành phố này bị nước nhấn chìm. Quan chức thành phố đã 3 lần nâng cấp mức phản ứng khẩn cấp trong vòng chưa đầy 5 giờ. Theo Tân Hoa Xã, lũ ở Trung, Hạ Du sông Trường Giang và lưu vực Hoài Hà đã tiếp tục căng thẳng, dù lũ số 2 trên sông Trường Giang đã bình ổn đi qua, đập Tam Hiệp lúc 20 giờ ngày Chủ nhật. Khi lưu lượng đổ vào hồ chứa giảm xuống còn 46.000 mét khối trên giây, từ mức cao nhất là 61.000 mét khối trên giây. Do ảnh hưởng của mưa lớn ở thượng nguồn, lũ số 2 trên sông Trường Giang hình thành lúc 10 giờ hôm thứ Sáu, khi lưu lượng đổ vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây. Đến 8 giờ ngày thứ Bảy, lưu lượng đổ vào hồ chứa đạt đỉnh 61.000 mét khối trên giây và duy trì mức này trong 18 tiếng, đến ngày Chủ nhật mới bắt đầu giảm. Với khả năng chịu đựng mực nước dâng lên đến 175m, hồ chứa của công trình thủy điện lớn nhất thế giới này đã chứng kiến mực nước tăng lên đến 164,78m lúc 20 giờ hôm Chủ nhật. Mực nước này cao hơn mức 163,11m, kỷ lục từng được ghi nhận trong các trận lũ từ khi hồ chứa hoàn thành năm 2006. Bộ Thủy lợi cho biết, Bộ đã chỉ đạo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, đơn vị vận hành thủy điện, tăng lưu lượng xả ra của hồ chứa từ 33.000 mét khối trên giây lên 37.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên, theo bản tin của Tân Hoa Xã hôm thứ Hai, lưu lượng xả ra đang được duy trì ở mức 40.000 mét khối trên giây để tăng khả năng tiếp nhận lượng nước tiếp tục đổ vào trong những ngày tới. Do hồ chứa Tam Hiệp xả lũ, mực nước các chi lưu thuộc Trung Hạ Du sông Trường Giang đã tăng lên. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai cho lũ ở Trung Hạ Du sông Trường Giang, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương, sông Thủy Dương. Ủy ban cũng cung cấp cảnh báo lên màu cam cho lưu vực sông Hoài, một nhánh lớn của sông Trường Giang ở Hạ Du. Theo dự báo, thời tiết lưu vực sông Trường Giang vẫn tiếp tục có mưa, nhưng vành đai gây mưa chính sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc. Tương ứng với giai đoạn thất hạ bát thượng, tức cuối tháng này, đầu tháng sau của thời tiết tại Trung Quốc. Trong đó, trong giai đoạn được tính từ trung tuần tháng này đến trung tuần tháng sau, lượng mưa tại Trung Quốc được phân bổ theo hướng Bắc nhiều, Nam ít, do đó áp lực phòng chống lũ sẽ tăng dần ở miền Bắc, bao gồm lưu vực các sông Tùng Hoa, Liêu Hà, Hải Hà, Hoài Hà, Trung Hạ Du sông Hoàng Hà. Dù vậy, báo động lũ tại các khu vực dọc theo sông Trường Giang vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao. Theo dự báo, lưu vực 4 nhánh sông chính của Trường Giang bao gồm Gia Lăng, Mân Giang, Đà Giang và Hán Giang sẽ có mưa lớn kéo dài từ thứ 3 đến thứ 5 tuần này. Thưa quý vị, theo ông Bào Chính Phong, trợ lý chủ nhiệm trung tâm điều phối đập Tam Hiệp, thì đập Tam Hiệp có sức chứa tối đa là 22,15 tỷ mét khối nước và hiện vẫn còn dư chỗ chứa khoảng 17 tỷ mét khối nước, nên vẫn có thể có khả năng đón đợt lũ thứ hai. Đập này đang lưu trữ khoảng hơn 5 tỷ mét khối nước. Ông Bà Chính Phong cho biết, đập Tam Hiệp chủ yếu lợi dụng sức chứa thông qua điều tiết để cắt đỉnh lũ và ngăn lũ ở hạ nguồn. Trong mùa lũ năm nay, nhờ có đập Tam Hiệp giữ lũ nên khu vực Kinh Giang căn bản không chịu áp lực về ngăn lũ. Dựa trên quy luật khí tượng của lưu vực sông Trường Giang cùng với dòng chảy của thời gian, lượng mưa dần dần phát triển về phía thượng nguồn của sông Trường Giang.
từ cuối tháng này đến đầu tháng tới, hồ chứa Tam Hiệp sẽ còn đón nhận nhiều đợt lũ, nên hồ chứa Tam Hiệp không thể tích trữ lượng nước quá lớn trong một lần. Nếu đập Tam Hiệp tiếp tục trữ nước, một khi thượng nguồn đổ mưa, hồ chứa Tam Hiệp sẽ không có khả năng giữ lũ. Do đó, khi điều tiết ngăn lũ, thượng nguồn và hạ nguồn của Tam Hiệp đều đồng thời phải được xem xét. Trong tháng này và tháng tới, hồ chứa Tam Hiệp cần dành đủ khả năng lưu trữ, kiểm soát lũ để đối phó với những trận lũ lớn hơn có thể xảy ra ở thượng nguồn. Đại diện cơ quan vận hành đập Tam Hiệp cho biết thêm, việc điều tiết và lưu trữ của hồ chứa Tam Hiệp chủ yếu là để giải quyết vấn đề kiểm soát lũ của dòng chảy chính sông Trường Giang. Dù Tam Hiệp xả lũ cũng sẽ không được vượt quá tiêu chuẩn kiểm soát lũ của các đối tượng kiểm soát lũ ở hạ nguồn. Theo các nhà khoa học, thì nguyên nhân khí hậu thay đổi và sự phát triển làm giảm kích thước các hồ nước ngọt, cải tạo đất đai trái phép đã góp phần gây ra lũ lụt kinh hoàng hiện nay ở Trung Quốc. Vào mùa hè, Trung Quốc thường đối mặt với lũ lụt, song sự kết hợp giữa thay đổi khí hậu và hành vi của con người đã góp phần làm cho lũ lụt và lượng mưa đổ xuống một số vùng ở nước này cũng kéo dài hơn. Ông Song Liang-chun, nhà khí tượng học thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, hệ thống áp cao cận nhiệt đới ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay rất mạnh, nó lại gặp không khí lạnh nên dẫn tới mưa xối xả liên tiếp đổ xuống khu vực sông Dương Tử. Ông Song cũng nói thêm rằng một lý do khác là do toàn cầu nóng lên. Từ năm 1961 đến năm 2022, ngày càng có nhiều trận mưa cực lớn diễn ra ở Trung Quốc. Kể từ giữa những năm 1990, những trận mưa lớn xảy ra thường xuyên hơn nhiều. Sách xanh về thay đổi khí hậu Trung Quốc cho hay, ngoài mưa, hành vi của con người cũng khiến lũ lụt ở Trung Quốc trầm trọng hơn. Phan Xiao, nhà địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên cho hay, việc cải tạo đất và xây dựng đập ở gần các con sông trong nhiều thập niên đã làm giảm quy mô và lượng nước ở Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất nước này. Từ năm 1954 tới năm 1998, khoảng 1.300 km đất đã bị cải tạo, làm cho khu vực bề mặt của Hồ Bà Dương bị giảm từ 5.160 km xuống còn 3.086 km. Nghiên cứu của nhà địa lý David Sackman thuộc Đại học Alabama cho thấy. Nhà hoạt động vì môi trường Zhang Wenbin cho hay, ông đã điều tra các hoạt động cải tạo đất trái phép ở Tulin, một hồ nước khác ở tỉnh này. Theo đó, cho tới năm 2022, một số dự án quanh hồ vẫn diễn ra dù đã bị các thanh tra môi trường từ Bắc Kinh yêu cầu dừng lại. Ông Zhang còn nói thêm rằng, còn có nhiều trường hợp tương tự khác và cho hay hồ Tulin đã bị thu hẹp, dẫn tới khả năng chứa nước bị giảm. Kể từ khi thành lập đất nước vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua hai trận lũ lịch sử. Lần thứ nhất là vào hè năm 1854 ở dọc sông Dương Tử khiến 30.000 người thiệt mạng, 18 triệu người bị ảnh hưởng. Trận lũ lụt kinh hoàng thứ hai xảy ra vào năm 1998 cũng tại sông Dương Tử nhưng ở phía Nam và Bắc Trung Quốc. Đó là trận lũ kinh hoàng nhất trong vòng nhiều nhất với hơn 3.000 người thiệt mạng. 15 triệu người mất nhà và một thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông Song Liang-chun nhận xét lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi năm 1998. Trận lũ lụt năm 1998 tác động lên toàn bộ khu vực Dương Tử, song mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu sông, vì thế khu vực bị ảnh hưởng nhỏ hơn. Theo giáo sư David Sharman, khoa địa lý của Đại học Alabama, Mỹ, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về lũ lụt ở Trung Quốc cho rằng hiện tượng El Nino diễn ra vào mùa đông làm thay đổi vị trí của Mai Vũ, khiến nó đứng ở miền Nam Trung Quốc, gây ra hiện tượng mưa lớn. Mai Vũ là đường ranh giới giữa khí lạnh khô ở miền Bắc và khí ẩm nóng ở miền Nam. Trong những năm khác, khi không có El Nino, Mai Vũ sẽ ở vị trí khác. Giáo sư Sharman lưu ý miền Nam Trung Quốc, nơi có sông Trường Giang, cứ sau vài năm lại có mưa rất lớn vào mùa hè, thường xảy ra sau khi có El Nino mùa đông. Hiện tượng này gây ra mưa nhiều hơn ở miền Nam và ít mưa hơn ở miền Bắc. Khi mưa lớn kỷ lục, nước sông sẽ dâng lên và phải đổ vào đâu đó, thường là tới các vùng bãi bồi. Những khu vực nằm dọc hai bên sông thường xuyên khô ráo quanh năm. Tuy nhiên, ở một quốc gia đông dân như Trung Quốc, rất nhiều người sống ở các vùng bãi bồi ven sông. Sau trận lụt lịch sử năm 1931 và đợt lũ lụt nghiêm trọng năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng hệ thống đê điều dọc các vùng bãi bồi gần sông Trường Giang để bảo vệ người dân và mùa màng. Ông nhận định đây lại là một vấn đề.
Những khu vực này được đê điều bảo vệ và không bị ngập lụt nữa, nhưng đê điều lại khiến nước sông không chảy đi đâu được nữa và dâng lên cao hơn. Ông cũng cho rằng đợt thiên tai nghiêm trọng này đã cho thấy vai trò hạn chế của đập Tam Hiệp trong kiểm soát lũ lụt ở Trung Quốc. Ông làm rõ, tôi đã xem xét nhiều nghiên cứu khác và họ đều nhận định rằng đập Tam Hiệp không thể thực hiện được chức năng này và giờ đây chúng ta đang phải chứng kiến điều đó. Đập Tam Hiệp đã hoàn thành và đi vào vận hành gần 10 năm, nhưng nhiều khu vực dọc sông Trường Giang đang phải trải qua đợt lũ lớn nhất trong lịch sử. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!